nếu như họ thực sự là những cầu thủ công ngoan. Rất hay. Số David và chồng cánh khá hay của cầu thủ Campuchia. Tạt bóng vào. Những quả tạt như vừa rồi là không hề khó khăn đối với Minh Long. Vừa rồi là quả tạt bên phía cánh tốt. Ra tấn công. Công Phương. Cơ hội đẩy dứt điểm vẫn là Công Phương. Không vào. Pha đột phá của Công Phượng. Đáng tiếc, Công Phượng đã đi bóng giữa rất đông các hậu vệ của Campuchia. Hãy cùng xem lại tình huống này. Pha đi bóng ở cự ly hẹp rất khó. Công Phượng đã khéo léo đi bóng được qua 2-3 cầu thủ. Nhưng đáng tiếc là Công Phượng lại không thể thực hiện được một pha dứt điểm căng hơn. Văn Thành. Không được. Đội hình của chúng ta giàu sức tấn công ở cả ba tuyến. Công Phượng đùa tốc độ, vẫn là Công Phượng. Đức Trinh đang di chuyển. Công Phượng dứt điểm ngay. Không vào. Bóng đá đập trúng mặt cột dọc. Sau khi gia tăng sức ép nhiều hơn thì chúng ta đang có thêm nhiều cơ hội. Lại là một cú sút nữa của Công Phượng. Băng Hải. Công Phượng bóng lại đến chân của Công Phượng. Vẫn còn. Vẫn là Công Phượng dứt điểm. Duy Mạnh. Liên tiếp là những pha lần lượt Công Phượng, Quang Hải và Duy Mạnh đều đưa ra những phương án dứt điểm. Pha phòng ngự của Uông, quả đá phạt góc của Công Phượng. Đánh đầu. Vừa rồi bóng đá tìm đến rất chính xác để truyền cho Văn Toàn. Pha đi bóng tốc độ quen thuộc của Văn Toàn đưa bóng vào. Đức Trinh của U2 Campuchia cũng đang kèm Đức Trinh rất sát trong tình huống vừa rồi. Văn Toàn khá hay. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Vẫn còn Quang Hải. Cú sút của Quang Hải lại đi hơi cao. Quang Hải là một cầu thủ có khả năng sút bóng rất tốt. Vừa rồi là một tình huống bóng sống và cú sút. Công Phượng rất khôn ngoan, pha đè người hợp lý của Công Phượng. Đức Trinh, Đức Trinh trong khe, hơi sâu một chút. Phải tạo ra một nhịp điệu của trận đấu nhịp nhàng hơn. Đội bạn đã mắc sai lầm, bóng lên chân của Công Phượng. Văn Toàn. Hải hay Xuân Trường là người thực hiện. Văn Thành. Xuân Trường. Vẫn còn. Hai cú sút liên tiếp của Xuân Trường. Cú sút của Xuân Trường bóng đã không vượt qua được hàng rào. Đứng rất thoáng cho Văn Thành. Dứt điểm. Pha bay người bắt vô lê của Quang Hải. Quang Hải vừa rồi đã đưa ra một phương án xử lý rất nhanh. Nếu đó là một bàn thắng thì đây sẽ là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Một pha bay người vẩy chân của Quang Hải. Vẫn còn bóng vẫn trong chân cao thủ áo đỏ Đức Trinh. Văn Toàn, cơ hội của Văn Toàn. Toàn đẩy bóng hơi dài. Quá đáng tiếc, Văn Toàn đã có cơ hội đối mặt với khung thành của Campuchia. Hãy cùng xem lại tình huống này, pha phối hợp rất tốt của Đức Trinh và Văn Toàn. Chỉ cần khống chế nhạy cảm chính xác một chút rồi là Văn Toàn đã có thể có cơ hội rút bóng rồi. Và ta chưa thể có được bàn thắng, đó là mặt sân xấu của sân Al-Salam lúc này đang khiến cho những pha lên bóng của U2 Việt Nam đang bị thiếu đi sự chính xác. Khá nguy hiểm. Cơ hội sút bóng vừa rồi là của Borey.
sự ổn định và chắc chắn. Đường chuyền rất chính xác. Cơ hội qua lại. Đây là một pha triển khai tấn công rất tốt của U22 Việt Nam. Đội bạn đã áp sát rất nhanh. Nếu không đó sẽ là một pha dứt điểm nguy hiểm của Quang Hải. Đây. Văn Hậu. Bóng bổng. Chính xác. Quả tạt chính xác của Văn Hậu cho. Rõ ràng và những pha phối hợp bên cánh phải của hai cầu thủ này luôn có một sự ăn ý rất cao. Văn Toàn đưa bóng vào. Rồi phản công của cầu thủ Campuchia. Những tình huống chọc khe như vừa rồi. Rất hay. Văn Toàn đưa bóng vào. Rất đẹp. Vào. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được bàn thắng. Một điều rất quan trọng. Dù có chơi hay đến mấy nhưng không có bàn thắng thì cũng không thể nói lên được điều gì. Và Công Phượng đã tỏa sáng rất đúng lúc. Trong hiệp đấu đầu tiên, Công Phượng đã có khá nhiều cơ hội. Nhưng phải đến tình huống này, những giây bù giờ cuối cùng hiệp đấu đầu tiên thì Công Phượng mới có thể lập công. Công Phượng đã biết cách tỏa sáng đúng lúc. Đây sẽ là bàn thắng. Tuy nhiên điều quan trọng là Công Phượng vẫn biết cách để tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng cho chúng ta. Đức Trinh đã ngã. Công Phượng. Pha đi bóng của Công Phượng. Khá nguy hiểm. Vừa rồi đã có đôi chút lơ là. Đình Trọng đã không theo sát tiền đạo của U22 Campuchia. Đội bạn đã thực hiện một pha bóng lên chân của Văn Thành. Pha mở bóng rất thoáng sang bên phía cánh phải. Cơ hội đánh nhau. Văn Toàn. Toàn đã băng vào rất nhanh. Không phải, đó là Công Phượng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Công Phượng đã chọn vị trí rất chính xác. Văn Toàn. Chọc khe cho Công Phượng. Công Phượng dứt điểm. Cú sút của Công Phượng ở góc hẹp. Bóng vẫn trong cuộc. Vẫn là Công Phượng. Đưa bóng vào. Đức Trinh đang di chuyển. Văn Toàn. Cơ hội dứt điểm. Cú sút của Xuân Trường. Đường chuyền của Xuân Trường rất chính xác. Một lần nữa chúng ta lại thấy khả năng quan sát của Xuân Trường là nhanh như thế nào. Một đường chuyền quen thuộc, một đường chuyền như đặt của Công Phượng, của Xuân Trường dành cho Công Phượng. Giữa Trường và Phượng luôn có một sự hiểu ý nhau rất lớn. Chúng ta một lần nữa vừa xem lại một pha tấn công bóng bổng khá nguy hiểm của cầu thủ Campuchia. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại bàn thắng của Quang Hải. Một quả đá phạt rất khó chịu. Bóng đi xoáy và đập đất. Với những cú tạt bóng như thế này thì Duy Mạnh sẽ là con bài hợp lý hơn. Ta cùng chờ xem hai cầu thủ có lối chơi tinh quái nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào. Quang Hải đang chạy đà. Không hiểu là Quang Hải hay Công Phượng sẽ là người sút bóng. Chúng ta sẽ chờ đợi điều bất ngờ ở tình huống này. Quang Hải, Công Phượng. Công Phượng vẫn là người sút bóng và đó là bàn thắng thứ 3. Quá hay. Tôi đã nói đến việc là những cầu thủ sút phạt của chúng ta đều có khả năng tạo ra bất ngờ. Và Công Phượng một lần nữa lại chứng tỏ phẩm chất của mình. Một pha phối hợp đá phạt rất có ý đồ và cũng rất bất ngờ. Quang Hải đã chạy đà. Có vẻ như anh là người sẽ thực hiện. Công Phượng mặc dù là người không chạy đà nhưng lại là người thực hiện cú đá cuối cùng. Hàng phòng ngự cũng như thủ môn của U22 Campuchia đã hoàn toàn bị đánh lừa trong tình huống này. Rõ ràng
Quang Hải và Công Phượng đang là hai cầu thủ tinh quái nhất trong đội hình của chờ xem các cầu thủ của chúng ta với một tâm lý thoải mái sẽ chơi như thế nào. Tuấn Tài, cơ bàn thắng thứ tư. Có vẻ như trận đấu đã được định đoạt. Bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải tìm kiếm càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tâm lý đã được giải tỏa và những đôi chân của chúng ta đã thanh thoát hơn rất nhiều. Đây là một tình huống mà 4 cầu thủ áo đỏ đối mặt với 4 cầu thủ áo xanh. Tuấn Tài trong lần đầu tiên được vào sân tại SEA Games năm nay đã lập công. Một pha di chuyển rất khôn ngoan của Tuấn Tài. Đội bạn 4-3. Trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Dung. Một quyết định khá bất ngờ. Đó là một tình huống mà tay của Tiến Dũng để rất sát người. Và nếu có vô tình bóng có chạm tay thật thì cũng không phải là Tiến Dũng cố ý. Hãy cùng xem lại tình huống này. Bóng để rất sát người. Tay của Tiến Dũng rất sát người. Không hề có ý đồ. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải giải quyết được những khó khăn. Minh Long. Công Phượng sút thẳng. Tuấn Tài sút xa không vào. Một quyết định cũng rất bất ngờ của Tuấn Tài. Tuấn Tài đã rất bình tĩnh quan sát kỹ và đường truyền của Tuấn Tài. Văn Toàn Công Phượng Hồng Duy 3-2. Văn Toàn dứt điểm không vào.